Tới một ca khúc mang tên à, mất tiêu rồi. Tên khúc vàng. Dạ anh chị mình alo cảm cho em ha. Alo alo anh Nam Trường ơi, em bảo vội em ha. Anh Nam Trường em bảo vội anh Kỳ Hoàng ơi, Kỳ Hoàng Kỳ Hoàng đi Kỳ Hoàng ơi, Kỳ Hoàng đi em bảo vội lắm á, Kỳ Hoàng em. À, chị ơi chị em đang trường lậu em chưa quá trang nữa nè, nhưng mà hát hay lắm anh cháu Nam Trường lắm. Kỳ kệ Kỳ Hoàng đi Kỳ Hoàng Kỳ Hoàng ơi, trời nước gì nó văng tùm lum mặt hết nè, nước miếng á. Xin lỗi anh, nhưng mà trời hát hay quá à, hâm mộ quá à. Trời ơi, sống là trong em cũng kỷ niệm khó quên luôn á. Sống kỷ niệm sao? Nói trời ơi, hát một cái bài nha. Hát lại điệp khúc đi. Hát điệp khúc hát sao nhớ không? Ngồi bên em cũng đang hát lên tiếng khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời của ta. Chết là em lộn bài. Ông này, anh là Lý Hải hả? Trời ơi, bởi vì hồi nãy nó sao không phải là không phải, phải Lý Hải rồi. Nhìn giống Lý Hải đó. Lộn người rồi. Lộn người. Cái này anh Lâm Chí Thắng. Ủa anh Lâm Chí Thắng không anh? Trời ơi có không? Ủa có không? Nhớ biết ai không? Ủa anh tên gì á? Anh hả? Trời em nhìn cái hình hài này biết rồi, nhớ rồi. Ai? Minh Nhí. Đúng chưa? Minh Nhí là cái lỗ mũi phải kêu Lê Cần. Mày điên quá à. Minh Nhí lùn hơn chị. Chú Minh Nhí lùn không chị? À, lộ lộ nè. Lộ lộ dưới kìa. Dạ bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha. Mến mời các quý vị có dép bắt đầu chuẩn bị giờ số. Ngay từ bây giờ anh chị nào có bán cầm tay không mắc chuyện sáng chuẩn bị giờ số anh chị mình ha. Mấy gì ra cái đây, mấy gì ra cái đó, hai gì đây. Hai gì ra cái đó, hai gì ra, hai gì đây. Lộn ơi, dán ngay giữa. Ở giữa nè lộn. Mấy gì ra cái đây, mấy gì ra, hai gì đây. Hai gì ra, bình minh sáng tươi. Quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngã nghiêng ngang lúa đổ bông. Đêm ao bà mày hay gì ra, mày gì đi, mày hay gì ra. À tiếng hơi gì sao đành tạm bỏ thiếp nơi chúng sương lầm này. Tình là tình non nước bình yên, mơ là mơ chúng mình sẽ hay gì. Nguyện 30, còn 30, còn 30, còn 30. Cùng đây, cùng đây. ba mươi lăm của ba kỳ đây, ba kỳ đây, ba kỳ đây.
Trời ơi, hát cái gì cho nó sáng sủa hơn coi. Tươi mát, cuộc đời tươi sáng. Hát rồi lời, phấn chấn. Buồn ngồi cắn máu chân. Cắn xong rồi, cắn xong rồi. Cắn xong rồi là cắn thằng kế bên. Trời ơi, buồn cắn máu chân. Cắn xong rồi, cái hàm sừng không. Ủa, có gì đâu về hả? Ê, sao vậy? Mấy lời luôn. Nhưng mà cái chị ơi, cái khẩu hình gì nó xấu lắm chị biết không? Chị Chanh là phải vậy. Anh ơi, disco the way cho em nha. Bắt đầu nè. Coco Jumbo Phương Thanh. Dạ 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 Coco Jumbo. Dạ 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 dạ. Sao em có nghe cà dê dê trong đây? Không, em muốn ăn nha chị. Của Ấn Độ. Cà dê dê. Cà dê dê của Ấn Độ hả? Thôi mà, thôi bỏ đi, bỏ cái bài đó đi. Bỏ cái bài khác, bài khác nào. Hát Việt Nam đi. Việt Nam đi. Con bước xin, con bước xin, con bước ra đi. Như như cháy như quá bên mai đã phải đang làm tình. Con em bay, con em bay, con em. Con chơi này mới hát cái gì? Thì con bước xin mà. Ờ, con bước xin không? Con bước xin, con bước xin, con bước ra tình. Đùa vui giới, lũ hoa. Đang hòa mình. Hòa mình hả? Hòa mình. Rồi hát tiếp nè. Con em bay, con em bay, con em la đà. Tụi bay tiên nhướng trong khung nhạc tình cha cha cha. 23, 23, 23, 23. Số gì đà, số gì đà, đâu lâu cô. Con số 1 chưa? Con số 1, con số 1, con số 1. Đầu lâu tô số 1 chưa mấy gì đà. Em ngã xuống như bao tràng dùng xỉ. Phút cuối cùng em là những ngôi sao. Ba chân em dẫm đá khuôn bào tàng. Trong mái nhà đời là người con gái Việt Nam. Còn số 8, còn số 8 chưa có ai bay. Chị đã số gì đến số. Em chẳng nhớ mối tình đầu tiên. Quyền 20,
mươi còn hai mươi mấy gì ra. Số gì ra, số gì ra, tình yêu như tiếng hát bông cách cánh tim ta tình cờ. Tình yêu như quý vị cho dòng loại tiếp theo. Thế bây giờ chúng em sẽ cùng dùng dòng loại tiếp theo nữa quý vị nha. Rồi, dạ. Mỗi lần thì không 10.000 đồng y như cũ quý vị ủng hộ như thêm cho bộ đồng quý vị nhé. Nhưng quý vị cũng đã thấy thì quý vị vào đây hoàn toàn miễn phí. Dạ, hồi xưa là ghế cũng miễn phí luôn quý vị, ghế cũng miễn phí luôn. Nhưng mà do có một số bộ phận anh chị là xài ghế quá nhiều, cũng như một người lấy nhiều ghế cho nên bắt buộc chúng em phải phụ thu để hỗ trợ cho những cái ghế mà đã hư hỏng. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổng đoàn nha. Miễn phí hết thì chị em có bán vé thôi quý vị. Và nhờ cái đó mà chúng em có thể sống được và phục vụ những vòng đời tiếp theo. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổng đoàn quý vị nha. Để chúng ta sẽ có những điều kiện chất lượng hơn nữa quý vị nha. Rồi. Dạ chúc mừng anh ạ. Còn số 2. Số 2 thì chị qua có 1, 16. 16 có 2. 23. 23 có 3. 35. 35 đã đủ. 5, 6, 6 hợp lệ rồi. Chúc mừng con trai nha. Số 2, 16, 23, 55. Ê, 35. 35 đủ. Không. 5, 5, 5 ghi thiếu nhầm không? Không, 5, 5. Đúng không? Có dòng loại không, 5, 5 không? Có không? Alo, alo, kết nối máy. Có cái 055 lộn đâu này nè, phải không? Của dòng trước phải không? Có dòng trước có không? Có ai dòng loại này ở dưới 055 không quý vị? Có má ơi! Hai má là thiếu hai má ơi! Nhóm lão được bắt rap gì à? Trời ơi, không lẽ nhỏ mít mà nó làm chuyện vậy được á? Đúng rồi! Nó nói chút xíu!